Các bạn thân mến, đây là audio văn học của chị Hiên. Và xin chào các bạn, chị là Minh Hiên. Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Chúng ta đang cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đó chính là trích đoạn 5, trích đoạn Đất nước trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ này. Ở phần audio trước, chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, và chúng ta cũng đã cùng với nhau tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Ở trong phần audio ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để cùng đi khám phá về 9 câu thơ đầu trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé. Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với những tác phẩm tiêu biểu như Đất ngoại ô, Mặt đường khát vọng, Đất nước là trích đoạn trích chương 5 trường ca mặt đường khát vọng, được hoàn thành ở chiến khu Bình Trị Thiên vào năm 1971. Trong thời kỳ bom rơi đạn nổ vô cùng gian lao của dân tộc, tác phẩm này đã mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Nó giống như một tiếng chuông để thức tỉnh tuổi trẻ Việt Nam xuống đường đấu tranh, hòa hợp với cuộc kháng chiến của dân tộc. Ở trong đoạn thơ bao gồm 9 câu thơ đầu này là đoạn thơ để lại ấn tượng trong độc giả, đi trả lời cho một câu hỏi mà còn rất nhiều người băn khoăn, đó là đất nước có từ bao giờ. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chống che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bơi sau đầu, cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay giã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Có thể thấy rằng khổ thơ này là những suy tư trăn trở của Nguyễn Khoa Điềm trước câu hỏi đất nước có từ bao giờ. Hay là 9 câu thơ này chính là 9 câu thơ để đi lý giải về cội nguồn của đất nước. Đã từng có rất là nhiều những nhà thơ, những nhà văn trả lời cho câu hỏi này theo cách rất riêng của mình. Dọc theo chiều dài lịch sử của dân tộc, chúng ta có thể thấy Lý Thường Kiệt đã từng khẳng định đất nước qua cương vực lãnh thổ, qua chủ quyền của giai cấp phong kiến, được thể hiện qua bài thơ Nam Quốc Sơn Hà. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phần tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đằng hành khan thủ bài hương. Cũng đã có nhà thơ Nguyễn Đình Thi, một nhà thơ cùng thời với Nguyễn Khoa Điềm, cũng đã nhìn nhận đất nước với những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đò nặng phù sa. Nguyễn Khoa Điềm cũng đã tìm thấy cho mình một cách tiếp nhận khám phá riêng và đầy mới mẻ khi tiếp cận với hình ảnh có vẻ như rất lớn lao và vĩ đại như đất nước. 9 câu thơ đầu tiên được kết cấu như một đoạn văn bản khá hoàn chỉnh để bàn luận về cội nguồn của đất nước, để lý giải cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ. Những dòng thơ được viết theo thể thơ tự do với những câu dài ngắn đan xen như dòng chảy miên man của cảm xúc và suy tưởng. Ở câu thơ đầu tiên, chúng ta có khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Từ đất nước được Nguyễn Khoa Điềm viết hoa với tất cả những cảm xúc thành kính thiêng liêng của mình. Có rất là nhiều bạn khi mà tìm hiểu về bài thơ này thì thường thắc mắc với chị rằng là tại sao cả từ đất và từ nước ở trong bài thơ, ở trong trích đoạn đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thì lại đều được viết hoa như vậy. Thì ở đây chúng ta có thể lý giải, khi mà trả lời về điều này thì Nguyễn Khoa Điềm đã bày tỏ nỗi lòng của mình rằng là bởi vì Nguyễn Khoa Điềm coi đất nước giống như là một chủ thể riêng, coi đất nước giống như là một nhân vật ở trong tác phẩm của mình và dành tất cả những cảm xúc thành kính và thiêng liêng. Thế nên đã viết hoa cả hai chữ này. Và đây cũng chính là một điệp từ thường xuyên được sử dụng xuyên suốt bài thơ, vang vọng như một khúc nhạc tha thiết giàu cảm xúc, gợi về một miền không gian từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai nữa. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. Đại từ ta được sử dụng là cách xưng ngô thể hiện sự tâm tình trò chuyện thân mật gần gũi giữa người con trai với người con gái, giữa anh với em về đất nước.
Người con trai như đang muốn lý giải cắt nghĩa cho người con gái anh yêu về sự hình thành lớn lên của đất nước mình. Tuy nhiên, hiểu rộng ra, ta ở đây cũng có thể là tất cả mọi người, là một cách nói bao trùm, đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Hình thức đối thoại của đôi lứa khiến cho vấn đề trừu tượng lớn lao như đất nước bỗng dưng lại hóa thành gần gũi, rõ ràng và cụ thể. Giọng thơ như một lời tâm tình thù thì rất đỗi ngọt ngào, có sức lay động mạnh mẽ vào nhận thức của con người. Ở đây chúng ta có thể thấy câu thơ đầu tiên khi đi trả lời cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ, Nguyễn Khoa Điềm sử dụng từ đã có rồi, khẳng định sự tồn tại lâu đời của đất nước, khiến cho hình ảnh của đất nước bỗng sừng sững hiện hữu trong cảm nhận của người đọc. Khi ta lớn lên, khi ta sinh ra, và thậm chí trước khi những thế hệ cha ông ta, khi loài người xuất hiện, đất nước đã tồn tại, đã là cái nôi của vạn vật, để khi anh và em tâm tình trò chuyện, đất nước mình đã sừng sững qua 4.000 năm lịch sử huy hoàng. Các thế hệ nối tiếp nhau không ngừng, và có thể thấy rằng là ba chữ đã có rồi đã khẳng định một cách chắc chắn vững vàng về chân lý tất yếu này. Đất nước đã có từ rất lâu đời. Theo cách lý giải của Nguyễn Khoa Điềm thì đất nước là một giá trị lâu bền vĩnh hằng. Đất nước được tạo dựng, được bồi đắp qua nhiều thế hệ, được truyền nối từ đời này sang đời khác. Cho nên khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Ở những câu thơ tiếp theo, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã triển khai và làm sáng rõ thêm vấn đề mà người nghệ sĩ này vừa nêu ra ở câu thơ đầu, đó là đất nước đã có từ rất lâu đời. Đất nước gắn với những câu chuyện cổ tích ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Bốn chữ ngày xưa, ngày xưa đưa chúng ta về một miền thế giới thăm thẳm xa xôi. Nơi đó có hình ảnh của cô Tấm, có hình ảnh của chàng Thạch Xanh, có hình ảnh của Sọ Dừa, là những người dân đất Việt, ai mà chẳng trải qua thời gian ấu thơ, thấm đượm trong những lời kể của bà, của mẹ. Ai lớn lên mà không từng sống trong thế giới cổ tích, đầy những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa vô ngần. Đất nước đã được hình thành từ những cái ngày xưa trong những câu chuyện cổ tích ấy. Có phải vì lý do đó mà nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng viết: tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, thương người rồi mới thương ta. Đất nước đã bắt đầu bằng những câu chuyện cổ tích ngày xưa, gần gũi và giản đơn như thế. Và để rồi không dừng lại ở đó, đất nước còn bắt đầu với những phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Đó là hình ảnh của miếng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, miếng trầu đã trở thành hình ảnh thiêng liêng trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Miếng trầu trao duyên, miếng trầu gợi ra biết bao nhiêu ý nhị. Và đất nước đã bắt đầu với những thuần phong mỹ tục đẹp như vậy đó. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục viết về đất nước. Mà chúng ta vẫn còn nhớ rằng là trong bài thơ Bên Kia Sông Đuống của nhà thơ Nguyễn, trong bài thơ Bên Kia Sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm thì Hoàng Cầm từng viết rằng là những cô hàng xóm răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Phong tục tập quán của người xưa còn gắn liền với thói quen tóc mẹ thì bới sau đầu, gợi ra tục búi tóc của người phụ nữ ngày xưa, những người mang một vẻ đẹp thật dung dị thuần hậu, có cuộc sống tần tảo và vất vả. Đất nước hiện hữu trong những cách xây dựng nhà cổ của người Việt, cách dựng cái kèo, cái cột để cho căn nhà vững chãi, tránh được mưa gió thu giữ. Từ đó hình thành liên tục đặt tên cho các sự vật, cho con cái trong đời sống hàng ngày bằng những vật dụng gần gũi như cái kèo, cái cột thành tên. Và đất nước cũng đã lớn lên từ những cuộc chuyện, từ những cuộc kháng chiến trường chinh đánh giặc giữ nước. Khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc, hình ảnh cây tre không còn xa lạ gì đối với đời sống của người dân đất Việt. Nó đã đi vào thơ ca nhạc họa như một biểu tượng của dân tộc trung dũng kiên cường. Cây tre gắn liền với hình ảnh của cậu bé Thanh Gióng, vì anh hùng lớn lên từ sự nuôi dưỡng của nhân dân, kiên cường nhổ tre đánh giặc, đuổi giặc ngoại xâm khỏi bờ cõi Việt. Tiếng nói của đứa bé 3 tuổi, tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đánh giặc. Và bên cạnh đó, đất nước cũng trưởng thành từ sự vất vả lam lũ, một nắng hai sương của con người. Đó là hình ảnh của bà, của mẹ tần tảo với những vòng quay lao động say sạ dần sàn. Và tất cả từ điều đó, đất nước không chỉ gắn liền với quá trình dựng nước giữ nước, mà còn gắn với quá trình lao động sản xuất không ngừng nghỉ của con người với nền văn minh lúa nước đặc trưng.
Bên cạnh đó, đất nước còn gắn liền với đời sống tình nghĩa của con người. Dù cuộc sống khó khăn vất vả bao nhiêu, nhưng những cái tình cảm gắn bó keo sơn bền chặt, gừng cay muối mặn là tình cảm sẽ không bao giờ có thể phai mờ. Trong ca dao chúng ta từng có câu thơ: muối 3 năm muối đang còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, có xa nhau đi nữa cũng 3 vạn 6 ngàn ngày mới xa. Đó là những tình cảm gắn bó, đó là những tình cảm truyền thống của dân tộc ta mà không bao giờ có thể phai mờ đi. Cấu trúc câu đất nước có, đất nước bắt đầu, đất nước lớn lên giúp người đọc hình dung về quá trình hình thành phát triển của đất nước, đồng thời thổi hồn cho đất nước, tạo nên những cảm nhận về một đất nước như sinh thể sống động và vô cùng gần gũi. Và để rồi câu thơ cuối cùng tổng kết lại đất nước có từ ngày đó. Đoạn thơ khép lại mở ra biết bao nhiêu những suy nghĩ chiêm nghiệm. Cụm từ có từ ngày đó mang tính chất phiếm tịch về thời gian. Ngày đó, chúng ta không ai biết chính xác là ngày nào. Chỉ biết một điều, đất nước chúng ta đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Từ khi những câu chuyện huyền thoại xuất hiện, những câu chuyện truyền thuyết cổ tích, từ thời điểm khởi đầu của phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, văn hóa tâm linh, từ khi con người Việt Nam không hề tiếc công, tiếc sức, nguyện hiến xương máu của mình để bảo vệ dựng xây đất nước. Câu thơ cuối mang âm hưởng như một lời tuyên bố, như một lời khẳng định đầy tự hào về quá khứ tươi đẹp hào hùng của đất nước Việt Nam ta. Các bạn thân mến, chỉ có 9 câu thơ thôi mà bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã gói ghém trong đó tất cả là những cái tình cảm của mình dành cho đất nước thiêng liêng. Và chúng ta có thể cảm nhận được rằng là hình ảnh đất nước, câu trả lời, sự lý giải cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ đã được trả lời một cách vô cùng gần gũi và đầy thân thương như thế đấy. Chị hy vọng rằng là với phần audio ngày hôm nay, khi mà chị hướng dẫn cho các bạn thì các em đã có thể thêm những cái phần kiến thức cho mình để phân tích thật là tốt về bài thơ đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé. Còn nếu như mà vẫn tiếp tục tò mò về bài thơ này và muốn lắng nghe thêm những phần audio về bài thơ này thì nhanh chóng click vào audio tiếp theo của bài thơ, của trích đoạn đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị ở trong những phần audio tiếp theo.